Ngày 5 tháng 7, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết ông N.H.N., Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diên Bình, vừa bị lừa đảo qua mạng số tiền lớn. Một lãnh đạo xã Diên Bình cho biết có nghe thông tin về việc ông L vừa bị lừa đảo qua mạng số tiền khá lớn. Tuy nhiên do lúc này ông L đang bấn loạn, tinh thần chưa ổn định nên chưa tìm hiểu kỹ. Được biết, trong sáng nay ông L vẫn đi làm, dự họp bình thường nhưng chiều nay đã xin vắng vì lý do gia đình. Theo nguồn tin, cách đây khoảng 2 tuần, ông L, Chủ tịch xã Diên Bình, có gửi đơn đến Công an tỉnh Kon Tum để trình báo vụ việc bị lừa đảo qua mạng. Sau khi xem đơn, cán bộ công an hướng dẫn ông L về viết lại đơn, bổ sung làm rõ thêm các thông tin cần thiết phục vụ điều tra. Tuy nhiên, từ đó tới nay chưa thấy ông L đến gửi đơn lại cho cơ quan điều tra. Tuổi Trẻ Online đã nhiều lần liên hệ vào số điện thoại của ông L để tìm hiểu vụ việc nhưng ông không nghe máy. Theo tìm hiểu, trong khoảng một tháng qua, ông L đã nộp hơn 4,6 tỷ đồng để gia nhập mạng lưới phân phối sản phẩm điện tử. Để được nâng cấp gói thành viên cao cấp, ông L đã nhiều lần chuyển tiền cho đối tác để phân phối các sản phẩm giá trị cao. Tuy nhiên sau 2 lần trả chiết khấu với số tiền khoảng 3 triệu đồng, ông L không thể rút tiền ra khỏi mạng lưới này. Thay vào đó, mạng lưới yêu cầu phải nộp thêm nhiều loại phí khác nhau nhưng vẫn không rút được tiền.